nắng này có trụ được không? Đứng đây vã mồ hôi. Con này bao nhiêu tiền đấy bác? Cái này á? Dạ. 1 triệu. Con này nó mặt bên kia kìa. Để nghiên cứu. Bác đọc cái số điện thoại cho bác cái. Tí nữa lấy nhỉ. Chú túi tí nữa vào. Tiết kiệm sức lực nó đi ra ngày nắng cái ngã chết. Đáng lắm, đây cốt xanh này. Nam điền. Mặt này thì vì về thân thì đẹp. Thân đẹp. 7 đồng. 7 triệu bác nhá. Chợ nắng, chợ phiên chợ nắng thì mua chắc là dễ hơn. Được một chốt đây rồi. Đấy, của một bác chắc là mới lên thì mang một cây đi thôi. Đây, chốt đây được. Nhưng mà không biết vì sao cắt đi. Okay. 7 triệu à đại ca. Xăng xe của bác nào chảy xăng đâu, mùi xăng đấy. Mùi xăng nắng bốc đấy. Đấy, lên màu đổi màu ngay đẹp. Để ra xem cây đấy của anh xong một tí nữa ra cây này. Con này đậm tiền không anh? Con này 15 triệu. 15 triệu. Hôm trước video có quay lấy số của anh ấy rồi đấy. Thì anh em ra hoặc là tìm lại liên hệ chứ tôi nhiều khi tôi không nhớ được đâu. Buổi quay trước ngày mà chả hết tiền nào cứ hỏi. Lâu lâu lại hỏi số lưu trên video thôi. 15 triệu. Nắng quá mà các bác, phải có cái phô ở che. Tí nữa sẽ đi ra cái mặt sau của nó. Khủng long thời tiền sử. Con này thì lớn. Có mỗi mình tôi đứng ở ngoài cây thì các bác. Bác chủ thì thứ nhất là không có khách, phiên chợ rất nắng, hơn 40 độ C ngoài trời. Thứ hai là chủ của cây để kiếm thuốc dâm mà ngồi, chứ ngồi phơi nắng này có khách đâu, có khách thì chạy ra. Thì các bác cứ xem sơ bộ hôm nay chợ là có cái gì nhé. Đây, hàng khục tiếp thì chỗ nào? Khục tiền tiếp đây. Tôi tranh thủ tí không tí, tôi cũng ngất, không đứng lâu đâu. Rất là nắng các bác nhìn. Đấy, nắng vô cùng. Để ra đây xem. Định rút quân hay sao bác? Con này thì bao nhiêu? 4 triệu. Chợ vừa bắt đầu mà. Hai người kia giờ là di chuyển ra khu vực nào đấy? Ơi lắc lư quá, đổ cái này, đổ chằng mà. Này được đấy, này cũng đẹp mà, đẹp đấy, chuẩn dáng trực luôn. Minh Tân ra cái này. Chắc cái này là nhài. Cái nhài ạ. Cái nhài. Vâng. Nhài kép hay nhài đưa.
con chả biết đâu, như tên là nhài đẹp không, phải đợi xem nó có đẹp không, bây giờ chưa nói được, cụ về làm nó đẹp lên là được. Đây. Mình từ cũng Hưng Yên này hả bác? À Văn Giang. Này được cái gì? Hàng này ngày xưa là chắc cũng hàng chậu đấy, nhưng mà thu lại thôi, đúng không? Chứ không phải hàng đất. Chịu khó thả mấy năm là ok. Sợ thuyền đi ra múc thôi. Tôi thì không còn được nữa. Vất, đồ này là có việc cần đến tiền. Đấy. Còn con này thì có khách chăn. Đây có cái quê thì bóng khá đẹp. Cái quê thì bóng khá đẹp. Kiểu như là chủ không được chăm bón tốt cho lắm, cho nên lá hơi ố. Chứ cây này là bóng khá là đẹp. Bóng khá đẹp là một cái chiêng. Một cái chiêng hơi nặng chút. Dăm bông chia thoáng à? Dăm bông chia thoáng. Và dăm cũng dày, dễ là lá như điền hạt. Dăm khá là dày, vực nó dậy cái nó tốt, rút dăm cái nó tốt ngay không? Quá. Rồi. Đã mở hàng được cái nào chứ không? Đó là một cây rồi là ấm rồi. Hay là có công rồi, để xem một cây này, tí nữa không vào hỏi giá gốc sự. Cầu kỳ quá, cái bóng cũng đẹp mà. Nhờ bệ dễ nó cũng ổn, không xem gì cũng tệ. Chia 8, chia tầm... Vâng, quên mới không làm cái mũ cối. Đây, muốn chống được là phải thế. Mũ mình thế này nhưng mà điện thoại... những cái đồ mà máy quay cứ là nóng bỏng ấy, cả thờ tôi xin phép giúp một cái ô này tí, đứng ở đây một tí, ngồi trước tí xem là cái quê này có ổn ổn một tí để gần múc để chơi bóng vui vui. Bên hướng cây quê kia là của anh nào đấy? Của anh ạ. À, bao tiền đây? 3 triệu. Ui dồi, chết rồi. À. Ừ. Bỏ mẹ rồi. Ông chịu nắng giỏi hơn cả mình. Yeah. Cái này hay lắm. Đây gặp ông Đỗ Sinh. Lọ mọ lắm. Cái
khỏe vô viên lắm. Đây là cây cũng tị rồi. Tháng bố kiếm mấy chục triệu mà, chịu khó chứ. Một viên chợ nắng há mồm. Chủ cây thì rút hết trong này. Đây, chủ cây đây. Chủ rau việt kiểu này rất ít. Chú hết trong bóng cây rồi. Còn rổ giá thì các bác tạm thời không quan tâm đi. Để sau, bác nhé. Đây là những sinh vật.